là lối đường rẽ vào đi lên lễ Đền Trung nhá. Đền Trung nằm trong đền thờ Tản Viên Sơn Thánh. Và mình có phải hơn 10 phút. Dũng đây đúng không? Dốc này, dốc này bà con thấy chưa? Đường đi lễ đến Trung và chùa Tản Viên đây, nằm dưới chân núi Ba Vì về phía tây, dưới là dòng sông Đà Hiền Hòa chảy hiền. Văn hóa là động lực tinh thần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Câu khẩu hiệu của khu vực chân núi Ba Vì đó. Lên đền Trung cũng cua tay áo cũng rất là khúc khuỷu nha, có cả gương cầu kìa, gương cầu để quan sát. Người đi lên đây đi chậm, cứ bám bên đúng bên phải đường của mình. Đấy, bắt đầu leo núi đó. Trời bắt đầu hửng nắng là mây bay đi là đổ ra đỉnh núi Ba Vì. Đấy, bắt đầu đến khu vực đây, vườn quốc gia Ba Vì, Ba Vì Nation Park. Đấy, cổng vườn quốc gia Ba Vì, xem video ấy thấy dốc cao không? Mọi người xem video nhớ bấm đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé.
khu vực bãi gửi xe này nhá. Lên chùa chưa nhá? Anh nhớ tên ông đấy để lần sau đấy. À nhưng mà phải ấy nữa thì mới được. Không, không gọi mày gọi. Xe nó vào đây. Không gọi. Hoa nào này, hoa nào đây là này. Đấy, đây này, xe này. Xanh này. 82. Quay cái biển xanh này cho vui chứ. Thôi, thằng. Nói đương nhiên là ghi âm hết đấy. Đấy, xe của Tân Hoàng này. Chùa chưa? Sống súng lên. Đây là chùa Tản Viên nhá. Sơ đồ chùa Tản Viên. Đấy, sơ đồ chùa Tản Viên nhé. Anh ta mới lễ chùa. Đây. Dưới chân núi Vì nhá. Ấy đẹp không? Đấy, đẹp không? Mừng xuân vui lạc. Ấy, ngôi chùa dưới đỉnh núi Ba Vì nhá. Ngôi chùa dưới đỉnh núi Ba Vì. Mình có gì nhá. Đấy. Mình có gì mây mờ. Mây đang phủ kín núi Vì. Núi Vì. Vì. Trung. Rồi xong rồi lên nha. Chùa. Xe to, nó đủ nó dễ.
Đây lên đền Trung đấy á? Ừ. Nên đi nào được? Không đi được à? Ui trời ạ. Cái ô tô nó đi tốt. Lối này hay lối khác? Lối này. Thôi đi xuống dưới kia đi bộ lên. Đi bộ đằng này nhanh hơn. Thì đi bộ lối này đấy. Nó đó. Thôi đi xuống dưới đây là đi bộ. Đi bộ đây này cho nó sạch. Dưới kia nó cũng sạch mà. Đi xuống dưới kia cũng sạch mà. Tắt đi, tắt đi. Nó lên được đấy. Đây này, dốc này chứ dốc đấy lên không ra. Dốc này làm gì có đường đi. Dốc này đi vào mắt, đây là cổng chính. Dốc đấy mới đi ô tô. Dốc đây đi bộ nhá, tổng cả. Di tích đền Trung. Đấy, đền Trung bây giờ là làm lại bằng tu sửa bậc đá đi rất là đẹp. Đấy, tiếng chim ấy. Tiếng chim hót. Khu di tích đền Trung nhá. Ô, ngày xưa bậc đá khó đi, bây giờ làm này dễ đi quá à nhờ. Bậc này đẹp này, người già đi cũng được. Chở ô tô thì vào luôn sân luôn đây. Ờ vào sân. À trên này lại làm cái. Đấy. Đấy, núi kìa, đấy, khu vực đền Trung nhá. Xung quanh là núi. Núi Ba Vì ấy. Núi Tản Viên Sơn Thánh. Đấy, cái núi kìa. Đường lên lễ Phật này. Namo Zafar. Đưa thôi cả phía sơ thánh. Lễ đền Trung nhá. Khu đền Trung. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.